Nội dung công văn ký sáng 7 tháng 1 cho biết Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã nhiều lần chỉ đạo, yêu cầu Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy kiểm tra, xử lý dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng của các tổ chức, cá nhân tại công trình xây dựng số 09, nhà B khu biệt thự 5,2 ha, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Công văn nêu rõ, đến nay, vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong dư luận. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy xử lý dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng của các tổ chức, cá nhân tại công trình đó. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội còn giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố xử lý các cán bộ, công chức, cá nhân không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, chậm trễ trong việc thực thi công vụ, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố theo quy định, nếu có. Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết Ủy ban Nhân dân thành phố và Sở đã có nhiều văn bản đôn đốc, đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy tổ chức xử lý công trình vi phạm theo quy định. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, công trình vi phạm trên vẫn chưa được xử lý dứt điểm theo quy định, mà hiện trạng mặt ngoài công trình đã được thi công hoàn thiện. Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn và tiếp tục xem xét trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan được giao nhiệm vụ nhưng không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy thường xuyên cập nhật tình hình, kết quả xử lý vi phạm báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng thời gửi Sở Xây dựng để tổng hợp chung. Tham gia ý kiến về việc cấp giấy phép xây dựng lại công trình nêu trên, Sở Quy hoạch, Kiến trúc Hà Nội đã hai lần có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy chỉ đạo Phòng Quản lý Đô thị quận đối chiếu với quy hoạch mặt bằng đã được phê duyệt để xem xét, giải quyết. Như vậy, Sở Quy hoạch, Kiến trúc Hà Nội không đồng ý cấp phép bổ sung và yêu cầu phải xử lý theo đúng quy định.